chồng rồi bất cứ cỡ nào cũng là tha hết. Mà chế chưa tha cho anh, cho em là hú tha rồi. Mà em thay lời chế á, em ra cái bản này là em tha cho anh dù cỡ nào cũng là tha hết. Anh giờ này đợi đâu có đâu chẳng nói lần. Đừng giết chân một quan hào kiệt nữa. Đừng giết chân một quan hào kiệt. Hãy nghe lời anh mà đành đủ với là thành. Một lời gọi tiên chờ nở giết thác mà thành tình hùng. Còn gì nữa đâu cuộc đời ai ngang dọc. Ai trẻ quyết dễ dùng cho gò mặt núi nghe tàu lá chuối chát dầu trong gió thoảng. Gió thoảng gì đó mà ăn gì? Thả buồn đỡ hoài bế con thơ mà lòng chẳng đắm yên, lòng nhớ mãi người vợ hiền năm cũ. Mưa nghe tiếng mưa rơi mà cõi lòng phê trái, nhớ bạn tình chung mà lệ chảy đôi. Không ăn dây rồi. Mấy chục năm qua sống trong tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa vợ chồng chúng chẳng sẽ vui, tình ấm lạnh hoặc nồng chia sẻ cho nhau. Nhà nhà nàng tạo tầng bắt đầu cái rau, nuôi con thơ trong lúc tuổi dậy thơ. Người vợ hiền tâm cũ còn đâu, dùng sách nhiều thôi em. Rút hết hai câu luôn cậu. Rồi chứ. Bất cứ cỡ nào cũng là tha hết. Mà chế chưa tha cho anh, cho em là hú tha rồi. Mà em thay lời chế á, em ra cái bản này là em tha cho anh dù cỡ nào cũng là tha hết. Cục vàng mà. Có nghĩa là cô á, là em vợ. Em vợ. Ừ. Em vợ của ông Tư luôn. Ờ. Mà thấy ông Tư hát bài nhớ vợ hiền ngồi bên đó thấy buồn buồn quá. Buồn buồn quá mà cô đúng ra là 8 năm rồi cô không có ca đờn đó. Dạ. Bây giờ cô xin ca lại là đêm khúc Lam Giang. Đoạn khúc Lam Giang. Đoạn khúc Lam Giang. Dạ. Nói lời là tình cảm của vợ đó với chồng luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Cô cũng thay thế người chị của cô để nói với anh những lời này nha. Anh đang nghe kỹ những lời của em nói là chế em nói với anh đó. Vậy đó hả? Dạ. Nãy giờ em nằm đó em nghe. Nằm đó cái thấy anh ca học có hết bản nhớ vợ hiền nhưng em thấm thành thấm mấy điện thoại rồi. Dây đàng hoàng đây nha. Anh giờ này đợi đâu Oh,
xin anh đừng bỏ đi. Sao quên gan gì trời, kỳ vậy? Đừng nghe đắng cay buồn vui. Cho dù anh ra sao, em vẫn yêu anh, yêu mãi đến muôn đời. Đừng rời xa, cả chục năm rồi không ca lại được luôn. Cái bài ca này đó, nói thiệt đó, chồng mà có vợ bé tôi ca về liền khỏi thằng đi Bến Tre. Thiệt luôn á, tôi nói giới thiệt với anh. Bây giờ ca lại đi, ca lại không có được, bỏ cái này đi. Không ăn dây khúc đầu kìa. Không ăn dây mà tôi nói này, bây giờ tiếng ca của tôi là ai ca chứ không phải tôi ngày xưa còn. Để đi, đừng buồn. Không ăn dây thì nó không hay, khúc sau được có chút và ăn dây. Ca bản nhạc Sơ Thương thì nhớ đi. Cũng nhớ ổng nữa đó. Là anh Tông ơi. Đọc lại vậy phải không? Sơ Thương thì nhớ. Nhạc sao đó? Đứa khoan. Cổ cổ hả? Cổ một câu một thôi nha. Đổ hơi nha, cao nổi nha, tiếng trạng sóc mơ nha. Rồi. Nhạc. Nhạc mới vô cổ rồi anh biết tánh tôi mà. Tiếng chày cua cắn cơm mà đua lộ bập bông bên anh. Mong con ra dòng lê đồng đưa giá gạo ban đêm gì vẫn làm mồ. Vô mẹ nó cổ đi kỳ. Không có được rồi. Bữa nay sao kỳ quá, ca đổ hơi lên chứ. Có đâu. Bạn đó em bệnh đó, em bệnh đó là bạn đó anh còn đau đớn nữa. Tình ôm biết con. Hai đứa con. Tiếng ai tiếng ai thấp thoáng dưới chân gì đó nghe rồi quên bằng yêu luôn ca khóc luôn. Cái bản này mà em nhớ rồi là em ca từng chữ từng lời là y với anh chế luôn, không có nhớ cả chục năm rồi em cô hát là con có thay đổi cho nhà luôn. Cái lời thì không nhớ nó quên nhưng mà cái nội dung chính đó thì ý nghĩa là thứ tha mà. Thôi ca không được, không được anh ơi, đổ hơi vậy ca không được. Em lên nội từ hồi anh dùng cái chết tới giờ em xuống luôn. Cha mình cũng khóc luôn chứ nó đừng nói chi ông Tư. Từng chữ từng lời của cô ca cô quên đó. Ờ chứ cô ca lại là nhức nhối đó. Bóng muốn ai cái gì nữa không? Không đâu, đổ hơi. Không ơi xuống dây nè. Dây nè, dây nè. Thấp thoáng dưới chân thử cái này nọ bông anh đó đó thấp thoáng dưới chân phải anh dài bóng về thăm sông để nhớ lại ngày nào sóc bơm bơ còn mệt mờ trong khói lửa người bơm bơ sống cắm mơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cùng anh tới về em mình. Lúc đầu có mùi người quá nên quên lời, với lại nó cái hơi nó bị lạc cái xíu. Không phải nói là cô ca là không còn là cô nữa là ai chứ. Ca là không được luôn á. Đó, đó cũng chân đàn ca đó mà bà lâu quá mà bệnh rồi. Bệnh lâu quá rồi. Chào biết. Mình mà. Ừ. Ừ. Là tình trạng chồng trả lời cho bà. Đại khí phải không? Chế với em, dạ, chế với em là 1 tuổi. Nhưng mà chế lớn hơn em, lớn tháng. Chị lớn hơn? Lớn dài hơn, rồi à. Gai. Tụi em là mấy năm nay rồi, nay em chưa có dịp biết anh. Đó, bữa nay em nghe anh gọi lại cái kỷ niệm hồi thơ ấu của anh chế. Mà anh cho các bạn nhớ vợ hiền là em nằm cũng rớt nước mắt luôn. Em nói, ông anh ghế này bữa nay bị tao hốt rồi. Bà chưa ca là tao lụm mặt em xuống dưới này. Em ca là mãi em nhớ lời em ca ăn dây dữ lắm. Em ca rồi hả, bạn đó là anh nghe là thấm thía luôn. Thấm thía luôn. Được. Em muốn chúc mừng cho anh bạn. Dạ, em nghĩ rằng anh về đây đi. Nhưng mà anh quên chân cái bạn đó là tới 6 câu lận. Dạ. Còn gắt nhéo thêm nữa. Cao nổ hót đây. Vậy thì anh năm nay vừa tròn 75. Dạ. Dành nhà. Đón tiếp khách. Hôm nay có thể giúp vui tại Cà Mau này một bạn. Cà Mau chú bạn. Mình biết mình già quá rồi. Giúp ca gì đâu. Giúp ca đi. Rồi mấy chú này đăng cái clip này lên mình cũng phải ca vô đó để kỷ niệm lại chứ. Tôi cũng bắt tôi coi chứ. Đâu ngờ ngày nay gặp anh cháu phải luôn em mình. Tân Quỳnh có bạn đi không Tân? Tư hát được hai câu là mình có bạn mà. Không. Hai câu đi, tặng câu này. Bạn đi. Anh mới trở về đây, nhưng giữa pháp trường các buổi gió mịt mờ bay, quân đang bao phủ chắp vá tay hành quyết. Hải Phan đừng đủ với quan một trang hợp nghiệp. Đừng giết chán một quan hào kiệt. Đừng giết chán một quan hào kiệt. Hãy nghe lời anh mà đành đủ với ra thành. Một lưỡi gọt tiên chờ nở giết thác mà anh bình hùng. Còn gì nữa đâu cuộc đời ai ngang dọc. Dùng cho gò mặt núi nghe dòng
Vớt được cái đó đó ha, được thôi là bà, thôi là bỏ luôn. Bỏ luôn chứ không vớt phải không? Không có vớt được cái chữ đó rồi bỏ luôn rồi. Vớt được cái chữ đó qua hay không được rồi. Còn cuối cuối không được. Vớt được hai câu đổ hơi đổ hộp. Nghe được rồi, ôn lại ngày xưa ông Tư, cảm giác nó cũng buồn ngủ quá ha. Thì tới giờ chưa được luôn luôn. Buổi đêm qua đó. Hả? Rồi hết rồi nè. Rồi. Quay nè. Rồi, tính đâu chưa rồi. Rồi đó hả? Dọn đi. Dạ. Thì thôi cũng cảm ơn ông Tư với lại ông Chính với lại cô đã cho dạ cô Hai. Nhà cô Hai từ Hà Tiên xuống đây là trị bệnh. Dược mấy trong cây trị bệnh rồi ca luôn. Dạ. 8-9 năm rồi không có ca đời. Giờ ca rồi nó đổ hơi quá. Ca là cô em nhìn anh Kháo cái gì? Mới ca. Dạ đúng rồi. Chứ không phải dễ gì. Em đổ hơi rồi. Đổ hộp rồi em không ca. Mướn cũng không ca ha. Mướn không ca mà giờ nhìn anh Kháo là phải ca. Tôi già nói khó khăn cỡ nào cũng ca. Uống rượu hay là phạt cỡ nào cũng cũng bàn đầu chịu cơm phải không? Thôi rồi ca. Mà tại vì thấy thương anh quá anh ca cái bản nhớ vợ hiền. Em chịu. Tặng con bài nữa rồi mình bây giờ mình ngưng Chính hả? Tặng cho bài nữa. Tặng bài độc tấu đi. Ông Chính thích bài gì nhất á? Anh Đờn Lý, anh Lý Qua Cầu này kia trên tỉnh khu vô đó. Nghe hay không? Uống rượu hả? Dạ em nói rảnh. Ông Chính uống rượu không được. Đó, mấy cái Lý á, Lý Qua Cầu rồi đó. Chưa cũng quanh liệt nghe, rồi nghe mà, bệnh bỏ gần 20 năm. Cháu nói uống những mệt tim. Em nghe buồn lắm mà ít có ca mà lại chỗ cái ma rồi đó ca là cô quần cô bác khóc luôn. Có nghĩa. Nè câu chính cô bác làm phước làm ơn. Ờ, nhắc chị là có nhắc này nè. Cái này ngọt không trời? Dạ, nè nè. Ờ, cảm ơn ông vua chừng nào con nãy. Cảm ơn cậu Chính nhiều, cảm ơn cô Hai. Cho những cái giây phút mà phải nói đậm chất của miền Tây luôn rồi. Còn nhiều bạn nữa. Ca đâu có bằng mấy lớp trẻ đâu con ơi. Có vượng trên này nó ca. Xin chào cô bác, xin chào.